Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Verona và câu lạc bộ Monza. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 11 giải vô địch quốc gia Italia và sẽ được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 5 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Monza sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Verona với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5, mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là bạn nào đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được rất là nhiều khuyến mãi khi mới tham gia. Chi tiết của các khuyến mãi thì mình có để ở bên dưới phần bình luận của video này. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Verona và Monza thì Verona thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Monza. 5 trận thi đấu gần nhất của Verona, Verona hòa 1 và thua 4. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Monza thì Monza thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Verona được chấp 0,25, hoặc là an toàn hơn các bạn có thể là lựa mức kèo phụ là Verona được chấp 0,5 nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại Monza thì một lần nữa Verona vẫn bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Monza thì mình thấy là Verona họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn là mấy so với Monza đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Verona có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn Verona được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Monza thời gian vừa qua nó cũng không mấy thực sự tốt cho lắm, thì biết đâu trận đấu này Verona họ sẽ tận dụng được cái điểm tựa sân nhà của mình và sự phục vụ của đội hình đầy đủ nhất thì họ mới là những người giành chiến thắng ở trận đấu này thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Verona lỡ mức kèo được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và hai trái. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng không có nhiều bàn thắng được ghi, với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian vừa qua nó cũng chưa mấy thật sự gọi là ổn định cho lắm. Dự đoán hai đội hòa nhau một đều, không đều hoặc là 1-0, nghiêng về cho Verona là nhiều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là một trái. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và đội hình đầy đủ thì có thể là Verona mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Verona kèo đồng nha và canh tài hiệp 1 hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Verona được chấp và đá xỉu. Ở hiệp 1 chọn Verona kèo đồng, canh tài hạ dưới 1 thì vào. Chúc anh em may mắn nha. Ưu tiên chọn Verona cả trận.